Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì review với các bạn một số những cái loại sâm tươi Hàn Quốc mình gửi về Việt Nam. Đây là một set sâm 5 củ các bạn ạ, 1 kg. Và những cái set sâm bên cạnh này thì là 750 kg và có rất là nhiều loại sâm. Đầu tiên là set sâm 5 củ, một set sâm 3 củ. Đây là sâm 6 củ, sâm 5 củ. Nói chung là sâm 6 củ và 5 củ giá nó cũng vẫn khác nhau các bạn nhé. Nhìn như thế này thôi chứ nhưng mà củ nó cũng to hơn một chút. Đấy. Và cân nặng thì là mỗi set này là 750 g, còn set lớn bên này là 1 kg. Đây là set sâm 8 củ. Và đây các bạn thấy sâm 8 củ cũng rất là đều. Và tất cả sâm ở đây thì đều là sâm tươi. Ngày hôm qua đặt hàng thì ngày hôm nay sâm đến đây và hôm nay review với các bạn. Ngày hôm nay thì chia sẻ thêm với các bạn là sâm Hàn Quốc thì có những cái cách nấu chế biến sử dụng như thế nào. Có rất là nhiều những cái cách nấu và sử dụng sâm các bạn ạ. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm nhé. Sâm Hàn Quốc thì khi mà các bạn mua thì có mục đích riêng sử dụng của mình đúng không ạ? Có người thì mua để ngâm, có người thì mua để ngâm mật, có người thì mua để ngâm rượu. Đấy, và như sâm này thì các bạn thấy những củ sâm to như thế này thì người ta thường cho vào ngâm rượu. Đấy, như những cái củ to như thế này thì mình sẽ ngâm thì nó sẽ đẹp hơn là những cái củ nhỏ một chút. Tuy nhiên thì giá củ to bây giờ rất là cao, đặc biệt là sau Tết thì cái giá sâm củ to nó lên rất là nhiều rồi. Vì vậy khá là đắt. Còn cái giá sâm củ nhỏ thì nó cũng không có lên nhiều cho nên là giá nó rất là mềm các bạn ạ. Khi mà các bạn mua để ngâm mật thì tốt nhất là các bạn nên mua cái loại 8 củ hoặc là 6 củ hoặc là cái loại 10 củ. Đấy là những cái sâm mà chúng ta để ngâm mật. Sâm càng to thì càng tốt, không phải đâu ạ. Sâm càng to thì nó chỉ càng đẹp thôi. Sâm thì trong một vườn họ trồng thời gian giống nhau, chăm sóc giống nhau, nó chỉ là có củ sâm to hơn và có củ sâm nhỏ hơn thôi. Sâm to thì nó sẽ đẹp hơn, vì vậy là giá nó cũng đắt hơn. Người ta khi mà mua sâm ấy thường thì theo mục đích riêng của mình thì để chọn những cái loại sâm. Có người mua sâm hầm gà thì chỉ cần mua loại sâm 12 củ hoặc là 20 củ, 25 củ vẫn rất là ok. Có bạn nào sâm ngâm sâm mật thì cũng có thể mua cái loại 20 củ, 10 củ hoặc là 8 củ. Ngâm rượu thì có thể dùng cái loại 5 củ, 3 củ hoặc là 8 củ, như vậy là cũng rất là đẹp rồi. Ví dụ như một set sâm như thế này 8 củ đây, các bạn thấy củ nào củ nấy rất là đều như thế này. Ngâm lên một bình thì nó cũng rất là đẹp. Và đây. Đây là 5 củ thì ngâm lên thì nó sẽ được một bình như thế này. Đó, và 5 củ sâm. Đấy, khi mà chúng ta mua thì chúng ta để ý ngoài ra thì sâm còn có rất là nhiều cách chế biến, như các bạn có thể làm sinh tố hoặc là các bạn cắt nhỏ ra, ví dụ như củ sâm này chúng ta có thể cắt làm 4, sau đó chúng ta cho vào chiên giòn, tấm bột chiên giòn ăn các bạn ạ. Hoặc là ăn sống trực tiếp không cần phải nấu nướng chế biến gì cả. Ngoài ra thì sâm các bạn cũng có thể mua về và sâm như thế này các bạn rửa sạch để ráo nước. Nếu mà chúng ta không cho vào ngâm rượu hay không cho vào ngâm mật thì chúng ta có thể để vào ngăn đông đá, và khi nào nấu thì chúng ta có thể mang ra hầm gà hoặc là cho thái vào gym, có nghĩa là hấp mật ong ăn trong ngày cũng rất là ngon. Ngoài ra thì khi mà các bạn cho vào ngâm như thế này thì các bạn cũng có thể cho vào hầm gà. Khi mà mình cần hầm thì mình chỉ cần lấy một củ hoặc là một củ to ấy, thì mình có thể cắt đôi ra mình cho vào hầm một nửa và chia ra các lần nấu. Đấy là một số mục đích, một số cách nấu. Sâm thì cũng có rất là nhiều cách cái sử dụng khác nhau, vì vậy là mọi người có thể xem cách là hợp lý và phù hợp với sở thích của mình thì có thể mua về và sử dụng. Và đặc biệt thì sâm nó rất là tốt cho sức khỏe nên là mọi sâm đây cả nhà ơi, ngày hôm nay thì đây là số sâm mà em sẽ gửi về Việt Nam. Sâm thì có rất là nhiều loại, như là sâm 8 củ này, rồi là sâm 6 củ, sâm 3 củ đó, và đây là một set sâm 5 củ. Đây là một set sâm 10 củ giá là 800.000 Việt Nam đồng các bạn ạ. 10 củ sâm. Và khi mà chuyển về Việt Nam thì em sẽ bỏ cái ni lông ra cho nó đỡ bị tấp hơi. Và 10 củ sâm thì nhìn thực tế nó sẽ như thế này. Đây là quay trực tiếp và quay thật các bạn nhé, không có Photoshop hay chỉnh sửa gì cả, các bạn yên tâm. Và một set sâm 8 củ khi mà mở ra thì nhìn nó sẽ như thế này, vì họ vừa mới thu hoạch xong cho nên đất nó vẫn còn rất là ướt các bạn ạ. Review cho các bạn từng củ sâm một sau khi mở ra. Đây là sâm thân dài các bạn ạ, sâm loại đẹp. Và loại 10 củ như thế này giá là 800.000 một set. Rất là đẹp và rất là đều các bạn ạ, rất là tuyệt vời. Và đấy, một set sâm thì rất là tươi và các củ đều nhau. Nhìn rất là thích đúng không ạ? Và hôm nay review với các bạn một hộp sâm non của Hàn Quốc. Và đây, sâm khách họ mua các bạn ơi. Và Alhana tôi bỏ ra này. Rồi còn lời cảm ơn các kiểu nữa. Và họ đóng gói rất là cẩn thận như thế này. Sâm này thì có khách đặt ở Việt Nam, và khách ở Việt Nam thì mua về để muốn trồng ở Việt Nam các bạn ạ. Đây, sâm rất là tươi và họ gói rất là cẩn thận như thế này. Đấy, khi mà mở ra thì chúng ta sẽ được một set sâm như thế này. Họ cho rêu này vào để cho nó đẹp và nó giữ ẩm cho cây ấy. Còn đây, củ sâm nó sẽ như thế này các bạn ạ.
mình sẽ không lấy từng củ ra tại vì họ gói đã rất là cẩn thận rồi và về để như thế này đến khi gửi về Việt Nam. Và đây những cái củ sâm thì nó non và sâm thì còn nguyên rễ và rất là tươi đều nha các bạn nhé. Và đây tất cả sâm này là đều là sâm 1 năm tuổi, sâm non. Sâm này mua về thì có thể ăn trực tiếp, ăn cùng với thịt nướng hoặc là ăn như ăn rau sống hàng ngày. Mình rửa sạch đi rồi thưởng thức thôi. Và sâm như thế này một hộp là 900.000 Việt Nam đồng. Đây là nước hoa Dionel Secret Love Romantic Rose. Hai lọ nước hoa các bạn ạ. Và các bạn có thể mua lẻ nhé. Và đây nước hoa thì nó có hai mùi. Và đây là khách đã đặt. Đây là nước hoa dành cho cô bé. Nước hoa này thì các bạn có thể dùng hàng ngày. Nói chung là xịt vào quần chịp. Cái này thì dùng để làm cho tăng sự quyến rũ của phụ nữ. Đó. Và đây mở ra xem nó như thế nào nhé. Ở trong nó sẽ như thế này. Đó. Một lọ như thế này các bạn ạ. Và đây là sản phẩm được sale, cho nên là hạn sử dụng của nó cũng khoảng 2023. Vì cái sản phẩm này nếu mà nó không được sale thì cũng khá là đắt. Và bây giờ mình giới thiệu đến các bạn hồng sâm của Hàn Quốc. Một hộp hồng sâm như thế này là 100 gói các bạn ạ. Một gói là 10 gram. Và một gói thì các bạn sẽ dùng một lần trong vòng 1 ngày. Và hồng sâm một hộp như thế này 100 gói giá là 1 triệu Việt Nam đồng các bạn ạ. Chỉ là giá hồng sâm thôi, chưa bao gồm phí ship. Bạn nào mà muốn mua thì có thể mua kèm thêm một số các sản phẩm khác. Mình sẽ gom đơn và gửi về cho các bạn. Đây là hai sản phẩm, một là dầu gội đầu và hai là dầu xả các bạn ạ. Lọ này là dầu gội đầu, lọ này là dầu xả và đây là cùng của một hãng. Cái này thì dầu gội của nó cung cấp dinh dưỡng rồi là làm cho tóc suôn mượt. Đó, rất là thơm. Và đây là một bộ dầu gội rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc, được sử dụng rất là nhiều. Vì vậy khách cũng đã đặt hàng, em sẽ gửi về Việt Nam. Cái này nó hơi nặng cho nên là các bạn khi mà mua nhiều đồ thì có thể gom đơn mua chung, thì cái phí bưu điện nó sẽ không bị nhiều. Chứ nếu mà mua hai lọ này không thì phí bưu điện cũng khá là nhiều. Một lọ này là 550ml các bạn ạ. Thì hai lọ này cũng hơn 1kg. Và đấy, đây là một bộ dầu gội dầu xả rất là tuyệt vời. Và rất là thơm, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Dùng cho tóc khô, rối, đến nói chung là làm cho tóc mềm mượt. Dầu gội hãng này thì cũng có rất là nhiều dạng, như là dùng cho tóc dầu hay là dùng cho tóc khô sơ, dùng cho tóc kẽ rụng, nói chung cũng rất là nhiều các cái loại phù hợp với từng loại tóc. Bạn nào mà muốn mua loại nào thì có thể inbox với mình có thể tư vấn và gửi về Việt Nam cho các bạn nhé. Và tất cả những cái sản phẩm này thì đều made in Korea. Đây là một hãng hiểu. Và đây hạn sử dụng là 2024 các bạn nhé. Và mỗi sản phẩm thì đều có tất cả mọi thông tin rất là đầy đủ và rõ ràng. Đây là một sản phẩm của Medipel. Và đây là sản phẩm có thể giúp làm trắng da các bạn ạ. Được người Việt Nam mình cũng khá là tin dùng và được sử dụng khá là nhiều. Một lọ này 30ml. Và đây là của hãng Medipel Whitening Energy Effect. Cái này giúp làm cho da khỏe hơn, làm da trắng và tăng sự đàn hồi của da. Và đây tất cả các sản phẩm thì đều có tem mác và có hạn sử dụng rất là rõ ràng như thế này. Và mọi người khi mà mua hàng thì nhớ để ý mọi thông tin nhé. Và mỗi lọ như thế này thì giá cũng không có đắt đâu các bạn ạ, nên mua về dùng thử nhé. Đây là sữa rửa mặt của AOP. Hãng này thì là một hãng cũng khá là nổi tiếng của Hàn Quốc và được giới trẻ rất là ưa dùng. Đây là một sản phẩm sữa rửa mặt. Và xem nào. 150ml và made in Korea. Hạn sử dụng 2024. Đấy, tất cả mọi thứ thì hạn sử dụng cũng được rất là lâu các bạn ạ. Toàn là sản phẩm mới thôi. Và ngày hôm nay đây review đến các bạn rất là nhiều những cái sản phẩm mỹ phẩm tại Hàn Quốc. Ngày hôm nay thì em đã giới thiệu với các bạn một số những cái sản phẩm như là sâm tươi, mỹ phẩm, hay là dầu gội, rồi là nước hoa cho cô bé, hay là một số những cái sản phẩm thuốc tiền đình, rồi hồng sâm. Mọi người ai có cần gì thì nhớ liên hệ Facebook hoặc là Zalo với em để đặt hàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.